Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đến với kênh của Tiên Tiên Channel của 12 chòm sao. Thì hôm nay mình và các bạn sẽ đi tìm hiểu về cung ma kết nam. Biểu hiện dấu hiệu của cung ma kết nam thích bạn thật lòng khi yêu người con trai ma kết nam thích bạn gái như thế nào? Các biểu hiện dấu hiệu ma kết nam thích bạn khi yêu một người thật lòng là anh ta sẽ trở nên cởi mở và hài hước hơn, đối xử đặc biệt tốt với bạn, mời bạn đến nhà chơi, cố tỏ ra trẻ con và ghen tị với những ai mà gần gũi bạn. Mẫu người yêu của các con trai ma kết á là nữ Bạch Dương, Kim Ngu, Thiên Bình. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về cung ma kết nam theo tử quy hoàng đạo phương Tây. Chòm sao ma kết là một người hội tụ khá nhiều phẩm chất tốt đẹp. Họ kiên nhẫn, không lùi bước trước khó khăn. Họ chăm chỉ và cần mẫn trong công việc. Bên cạnh đó, sự tự lập của họ khiến nhiều người khác phải nể phục. Mọi cơ hội đều được ma kết nắm bắt một cách tốt nhất. Tuy nhiên, vẻ bề ngoài của họ thường cho mọi người thấy lại là một người khá là kiệm lời, ngại giao tiếp với xã hội. Trong tình bạn, họ sẽ vô cùng chân thành nếu ai kia thật tâm với họ. Trong tình yêu, ma kết khá thận trọng và chỉ thật sự yêu người mà họ đã chọn lựa kỹ càng mà thôi. Các biểu hiện dấu hiệu của cung ma kết nam thích bạn khi yêu một người thật lòng là gì? Ma kết nằm ở vị trí thứ 10 trong số 12 cung hoàng đạo thuộc nguyên tố đất, nên bản tính những người này thường khá là trầm lắng và kiên nhẫn. Theo chiêm tinh thì cung hoàng đạo này mang số chỉ huy thủ lĩnh, họ sống độc lập và có bản lĩnh. Chính vì những điều này, những chàng trai ma kết khiến cho những cô gái si mê, điên đảo. Nếu một ngày nào đó tiếng sét ái tình đến từ anh chàng ma kết kia bỗng chốc đánh trúng bạn thì bạn sẽ như thế nào? Chắc chắn bạn sẽ điên cuồng dò xét những dấu hiệu mà anh ta thể hiện ra đối với mình, đúng không? Bây giờ mình và các bạn sẽ đi khám phá những dấu hiệu ma kết nam thích bạn thật lòng, chứng tỏ crush đã bật đèn xanh cho bạn nhé. 1. Anh ta sẽ cởi mở và hài hước hơn bình thường. Yếu tố kỹ thuật của chiêm tinh học phương Tây có khẳng định rằng những anh chàng ma kết khá thận trọng với mọi việc. Chính vì thế, nếu anh ta cảm thấy không thích bạn, anh ta sẽ không bắt chuyện với bạn hay tỏ vẻ gì quan tâm cả. Còn nếu bạn thấy anh ta quan tâm bạn và bắt chuyện làm bạn cười, có vẻ như anh ta đang gung ginh bạn gọi đấy, nên tận dụng cơ hội này nhé. 2. Đối xử đặc biệt với bạn hơn người khác. Vốn bản tính nhút nhát, anh chàng ma kết thường đối xử với mọi người theo kiểu xã giao. Tuy nhiên, nếu anh ta thích bạn, anh ta sẽ có những cử chỉ khác hơn bình thường đó nha. Anh ta quan tâm từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất của bạn và quan tâm đến tâm trạng của bạn mọi lúc mọi nơi. Điều này là điều đáng mừng đấy nhé. 3. Chủ động mời bạn đến nhà. Có vẻ như anh chàng ma kết đã cực thích bạn vì anh ta không có thói quen mời ai về nhà chơi. Nếu như được anh chàng mời về chơi thì có vẻ như bạn được anh ta chú ý đến. Anh ta muốn chia sẻ cho bạn biết thêm về con người của anh ta cũng như nơi anh ta đang sinh sống. 4. Ghen tị với những ai gần gũi bạn. Anh chàng ma kết có tính chiếm hữu cao và có phần hơi độc đoán, nên khi thấy người mà mình thích gần gũi với bạn nam nào khác phái, anh ta sẽ có phản ứng rất là dữ dội, sẽ đánh chàng trai kia sau lưng bạn để chàng trai kia lẳng lặng rút lui. 5. Tỏ ra trẻ con trước mặt bạn. Chàng trai ma kết thật chắc cũng chỉ là một chàng trai mới lớn, khoác lên mình vỏ bọc mạnh mẽ và lạnh lùng, cũng chỉ chờ ngày xỏ ra với người mình yêu và tin tưởng. Chính vì thế, nếu bạn được anh chàng ma kết thích thì bạn có thể thấy dáng vẻ ngáo ngơ, sự lúng túng của anh ta. Và tiếp theo, con trai ma kết sẽ thích người con gái như thế nào và mẫu người yêu ra sao? Làm thế nào để chinh phục được anh chàng mặt lạnh này? Hãy cùng mình khám phá mẫu con gái đốn cục anh chàng ma kết nhé! Vốn là người có tiêu chuẩn cao trong việc tuyển chọn người yêu, chàng trai ma kết dĩ nhiên sẽ rất kén chọn bạn đời. Để khiến chàng trai ma kết chú ý tới, những cô nàng kia phải có sức hút đặc biệt. Chàng trai ma kết cực thích những cô nàng bí ẩn, quyến rũ, ăn mặc giản dị. Khi nói chuyện thẳng thắn, ôn hòa sẽ khiến cho cánh mày gâu như ma kết mê như điếu đổ. Gu của chàng trai ma kết thường là những cô gái dịu dàng, ăn nói dễ thương và thẳng thắn. Họ cực ghét với những cô nàng ổng a ổng ẹo và tự phong cho mình là công chúa tiểu thư. Bên cạnh đó, nếu như cô gái đó cẩn trọng và tỉ mỉ trong mọi việc thì anh chàng ma kết lại cực thích thêm nữa. Tiếp theo, con trai ma kết sẽ hợp với các nữ cung hoàng đạo nào? Một là anh chàng ma kết và cô nàng Bạch Dương. Theo thuật bói toán thì anh chàng ma kết và cô nàng Bạch Dương đều có nhiều điểm giống nhau. Nếu như họ kết hợp lại sẽ là một cặp đôi khá hoàn hảo.
Sự thiếu chín chắn của cô nàng Bạch Dương sẽ được anh chàng Market bù đắp bằng sự chín chắn và điềm tĩnh của anh chàng. Hai là nam Market và nữ Kim Ngu. Cô nàng Kim Ngu và anh chàng Market đều là những người điềm đạm, tinh tế. Khi họ yêu nhau, quả thật không khiến người khác ngạc nhiên. Hai cô nàng kết hợp lại với nhau sẽ hỗ trợ nhau tốt trong công việc. Họ thủy chung, biết lắng nghe và biết cân bằng cuộc sống của mình. Cuối cùng là nam Market, nữ Thiên Bình. Sự hài hước, khéo léo và tinh tế của cô nàng Thiên Bình đã khiến cho anh chàng Market cảm thấy tình thương mến thương. Tuy nhiên, để dung hòa được mối quan hệ này thì cả hai phải học cách kiềm chế cảm xúc của bản thân lại. Video hôm nay của mình đã kết thúc rồi. Nếu như video hôm nay giúp các bạn biết được dấu hiệu của nam Market thích bạn thì đừng quên like và đăng ký cho mình nhé. Comment phía dưới nếu bạn có thắc mắc gì. Tạm biệt.